is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Hải xin kính chào tất cả quý anh em thợ máy và mọi người. Thì ở cái video này thì mình xin chia sẻ cho anh cách kiểm tra nhanh khi mà cái xe của mình không đè được và xe không có báo lỗi nhé mọi người nhé. Ok. Thì bây giờ mình sẽ quay vào xe và chia sẻ người cách kiểm tra nhanh ở trên dòng xe này. Thì đây là chiếc xe Lít đời 2019 mà có trang bị ổ khóa thông minh 6 cây nha mọi người nhé. Thì cái đời này thì kiểm tra nó phức tạp hơn những cái đời cũ một chút. Nên nếu anh em hiểu được anh em làm sẽ rất là nhanh. Thì bây giờ như này. Khi mà cái xe của mình nó không báo lỗi nhé mọi người nhé, khi mà xe của mình nó không báo lỗi 52 và anh em kiểm tra cái công tắc chống nghiêng ở đây của mình tốt rồi này, ok chưa, thì chắc chắn là việc đầu tiên khi xe không đè được thì bao giờ anh em cũng kiểm tra công tắc chống nghiêng, và thứ hai là nút đè mọi người nhé. Mà anh em kiểm tra được rồi, nó tốt rồi mà xe không đè được, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em kiểm tra nhanh. Thì mọi người lưu ý cho mình này, ở trên dòng xe đời khóa thông minh smart key này có 3 cái dây mà em cần phải nhớ cho mình. Thứ nhất là chân số 5 mọi người nhé, chân số 5 ở trên dòng xe Lít này, em cầm lên cho anh. Chân số 5 ở trên dòng xe Lít này sẽ là dây màu xanh biển này mọi người. Chân này nó sẽ là nhận tín hiệu công tắc từ công tắc đèn phanh xuống nha mọi người. Khi anh em bóp phanh nó sẽ có tín hiệu 12V cấp xuống đây. Và chân số 6 ở đây là dây xanh lợt này sẽ là chân nhận tín hiệu từ công tắc đè. Khi mà bấm nút đè ở đây nó phải có mát nha mọi người. Và chân số 8 ở đây sẽ là dây màu xanh biển, sẽ là một dây màu vàng sọc xanh nha cây này. Chân này sẽ là chân gửi tín hiệu về cho con ECM. Trong trường hợp mà mọi người đo mất một trong ba cái tín hiệu này thì xe của mình sẽ không đè được. Và khi mà nó có tín hiệu đầu vào rồi và đầu ra nó có rồi mà xe không có đè được thì anh em cũng cần phải biết cách kiểm tra. Thì video này, nội dung video này mình sẽ chia sẻ cho anh em hiểu và làm được cái mạch đè này khi mà xe của mình không đè được. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ thao tác đo để cho anh em tham khảo. Thì cái việc đầu tiên khi mà xe của mình nó không đè được mà anh em kiểm tra cái tín hiệu công tắc chống nghiêng của mình nó tốt rồi thì bước tiếp theo anh em cần phải kiểm tra như sau. Mọi người chờ mình một chút. Rồi bước tiếp theo anh em cần phải kiểm tra cho mình tại chân số 5 nhé mọi nhá. Chân số 5 ở trên dòng xe Lít này sẽ là chân màu xanh biển nhé mọi nhá. Dây màu xanh biển. Anh em sẽ chọn đồng hồ thang đo điện áp là 20dBV giúp mình. Ok cho mọi người. Một đầu que đỏ anh em ghi vào cái dây xanh biển, và đầu còn lại anh em sẽ ghi ra mát. Và anh em chọn đồng hồ thang đo điện áp là 20dBV và bật khóa điện lên, nó phải có bật khóa điện lên và bóp phanh mọi người này. Nó phải có điện áp 12V bằng điện áp AQ nhé mọi nhá, thì mình kết luận luôn là công tắc phanh của mình tốt. Trong trường hợp mà anh em bóp phanh tại đây mà không có nguồn 12V thì anh em sẽ kiểm tra lại công tắc đèn phanh và tín hiệu vào công tắc phanh nha mọi người, cái đấy thì nó dễ rồi. Và bước tiếp theo khi mà kiểm tra được như vậy rồi thì anh em phải đo tại chân số 6 này nha mọi người nhá. Đo tại chân số 6 này nó phải có điện áp 12V như này nè mọi người này. Ok cho mọi người. Đo tại chân số 6 này phải có điện áp 12V từ con ECU nó cấp ra nha mọi người nhá. Và mọi người chọn đồng hồ về thang đo thông mạch này giúp mình, và mọi người nhấn nút đề. Phải có tín hiệu thông mạch ra mắt sườn nha mọi người nhá. Trong cái trường hợp mà anh em bấm không có tín hiệu thông mạch ra mắt sườn thì mình kết luận luôn là cái công tắc của mình bị hư hoặc hỏng bằng dây. Trong trường hợp mà không có thì anh em kiểm tra lại công tắc tín hiệu đầu vào. Ở trên công tắc nó sẽ có hai dây, một dây mắt sườn từ ngoài vào công tắc, và khi anh em bấm công tắc nó sẽ nối cái dây mắt sườn đấy và cấp nguồn cấp mát xuống cho cái con ECU này nhá. Ok cho mọi người. Thì khi mà kiểm tra được như vậy rồi thì nó rất là đơn giản thôi. Bước thứ ba là anh em sẽ cần kiểm tra cho mình chân số 8, thì anh em sẽ chọn đồng hồ về thang đo điện áp là 20dBV này giúp mình nhé mọi người nhá. Anh em đo chân số 8. Chân số 8 ở trên dòng xe Lít này sẽ là dây vàng sọc xanh lá cây nhé mọi người nhá. Và mọi người đo tại chân này cho mình. Khi mọi người bóp phanh, bấm nút đề, em giữ đây cầm lên cho anh. Mọi người bấm phanh, bóp nút đề nó phải có tín hiệu 12V nhé mọi người nhá. Rồi, phải có tín hiệu 12V như này. Anh em nhớ đấy, để sau mình gặp ban mình sửa chữa nhanh. Bóp phanh, bấm nút đề phải có tín hiệu 12V. Có thể quay sát vào đồng hồ em bóp phanh cho anh. Mọi người lưu ý này, bóp phanh, bấm nút đề phải có tín hiệu 12V. Cái dây này từ từ em cầm lên cho anh. Em nhớ nhá, bóp phanh, bấm nút đề phải có tín hiệu 12V thì con ECM của mình, con ECU của mình thì nó mới còn tốt.
trong trường hợp mà anh em đo tại những chân này rồi mà không có tín hiệu thì anh em kết luận luôn là nó bị lỗi con SCU. Ok chưa? Rồi, mọi người quan sát lại giúp mình. Bóp phanh, bấm nút đề nhá mọi nhá, phải có tín hiệu 12V như này thì mình kết luận luôn là con SCU của mình có đưa cái tín hiệu 12V ra cho con ECM. Trong cái trường hợp mà anh em đo được cái tín hiệu đầu vào, đầu ra tốt rồi mà xe của mình vẫn không đề được, mà anh em không biết là nó bị hỏng lỗi con ECM này, bộ điều khiển trung tâm này hay là lỗi con SCU này, thì ở cái video này mình sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết cho anh em nhé mọi người. Ok mọi người, thì việc đầu tiên anh em sẽ đo bằng đồng hồ cũng được, nhưng mà theo mình anh em sẽ lên sử dụng một cái bóng có tải như này, 312V 35W cho mình nhé mọi người nhé. Và anh em sẽ kẹp cái chân mát của cái bóng này ra mát sườn cho mình. Mình sẽ chia sẻ cho anh em cách kiểm tra. Rồi mọi người nhé, và mọi người sẽ đo cái chân còn lại vào trong cái ba cái chân ba pha này giúp mình. Đây mình sẽ kẹp nó ra đây. Rồi ok mọi người. Và mọi người sẽ đo vào chân ba cái chân ba pha này giúp mình nhé mọi người nhé. Thì chân ba pha ở trên này mình sẽ rút cái rắc của cái dây ba pha này ra. Rồi mọi người quan sát ở đây thì mình sẽ đo. Đầu tiên mình sẽ đo cái dây màu xanh biển, sọc đỏ sọc xanh biển này trước. Mình sẽ ghim nó vào đây. Và anh em bấm nút đề, bóp phanh bấm nút đề thì cái bóng này của mình nó phải sáng lên nhé mọi người nhá. Anh em nhớ là bóp phanh bấm nút đề thì cái bóng của mình nó phải sáng lên. Rồi mọi người quan sát vào đây giúp mình. Trong cái trường hợp mà bóp phanh bấm nút đề nó không sáng thì mọi người nhớ là phải quay vô lăng nhé mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đo sang một cái pha khác. Và tiêu chuẩn ba cái pha này đo nó phải sáng như nhau nhé mọi người nhá. Rồi mọi người này, nó phải sáng như này này. Thì mình kết luận luôn là con xe của mình nó có điều khiển, cấp điện ra để điều khiển cái máy phát của mình nhé mọi người nhá. Trong trường hợp anh em nhớ lưu ý là khi mà đo tại đây mà nó đóng không sáng thì mọi người nhớ phải quay vô lăng nhé mọi người nhá. Rồi ok mọi người. Trong trường hợp mà mình bóp đề như này mà không có tín hiệu, bóng của mình nó sáng hoặc cấp nguồn ra để nuôi cái bộ để điều khiển cái máy phát ba pha của mình, thì mình kết luận luôn là cái bộ điều khiển con ECM của mình nó bị lỗi mọi người nhá. Thì đấy là cái cách kiểm tra toàn bộ cái hệ thống mạch đề ở trên dòng xe có trang bị khóa thông minh 60 cây mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Và nếu mà anh em có bất cứ một cái thắc mắc nào anh em chưa hiểu thì anh em hãy để lại một cái bình luận ở dưới cái video này thì mình sẽ chia sẻ cụ thể cho anh em nhé mọi người nhá. Và chúc anh em thành công, và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau. Xin chào tất cả mọi người.